Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà nha. Dạ đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, để tiếp nối với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh đó, thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục rong ruổi vào trong một cái khu rừng nữa cả nhà. Thì như cả nhà mình cũng biết rồi, thì Lê Trung rất thường hay đi vào trong những nơi như thế này, những cái nơi hoang vu, vắng vẻ, không một bóng người lui tới, để tìm kiếm các vị vong linh hữu duyên, các vị vong linh có duyên với Lê Trung để Lê Trung giúp đỡ cho họ. Thì ngày hôm nay, cái vị trí của cái khu rừng này thì nó thuộc tỉnh An Giang và nó ở vùng giáp ranh với biên giới nha cả nhà, giáp ranh với biên giới Campuchia. Thì cái khu rừng này thì trước mắt thì Lê Trung thấy chắc cũng vừa mới bị quả quạng xong hay sao á. Nói chung thấy kiểu như dạng là cây cối rồi này kia nó cũng cháy rất là nhiều quá nha. Nói chung thì khi mà hồi chiều này á, Lê Trung chạy qua bên An Giang để mà tiếp tục tìm kiếm các vị vong linh hữu duyên đó. Với lại là thứ hai nữa là Lê Trung đến ngay chỗ, dự định là đến ngay chỗ cái nơi mà để ra, trước đây Lê Trung có lập giao ước với con ma da đó. Con ma da đen đó thì Lê Trung bị mắc mưa và Lê Trung có tạt vào trong một cái quán cà phê để mà Lê Trung uống cà phê. Thì Lê Trung được cái anh chủ quán cà phê đó bảo là ở trong đây có một cái khu rừng. Và anh ấy nói thì ở trong cái khu rừng này thì không có một ai mà dám đi vào trong đây. Ở trong đây nó có xuất hiện rất là nhiều những cái hiện tượng lạ mà chưa ai lý giải được cái hiện tượng đó là do đâu và vì đâu. Anh kể là ở trong cái khu rừng này trước đây cũng có vài người đi vào trong đây để mà bắt ong rồi để mà săn bắt nữa. Nhưng mà khi đi vào trong đây thì những cái người đó khi đi về cái nhà đều bị bệnh hết. Kiểu như là thần trí nó không ổn định, phải đi thầy để chữa trị. Thì sau khi mà đi thầy chữa trị xong thì khi về thì những cái người đó hoàn toàn như là một cái con người khác, không có còn cái bản tánh hung hăng và cũng không còn đi săn bắt hay này các kiểu nữa, và bắt đầu là chuyển dần sang cái việc là tu hành đó. Thì Lê Trung nghe kể như vậy thì Lê Trung khá là tò mò, tại sao ở trong cái khu rừng này lại kỳ diệu như vậy, trong khu rừng này nó chứa đựng cái điều bí ẩn gì mà khiến cho con người có thể thay đổi một cách kỳ diệu, thay đổi một cách nhiệm màu như vậy. Cả đời chúng ta muốn thay đổi mình để mà trở thành một cái con người nó tốt hơn, trở thành một cái con người biết tu hành cũng đã rất là khó rồi, nhưng mà chỉ cần đi vào trong khu rừng này đi về thì lại tu hành được. Lê Trung cũng khá là tò mò, cho nên là Lê Trung hỏi cái vị trí của khu rừng này để mà ngày hôm nay Lê Trung đến đây xem là ở trong đây chứa đựng cái điều bí ẩn gì. Cả nhà mình có nhìn thấy những cái bóng đèn mà sáng sáng xa xa đó không cả nhà? Những cái bóng đèn sáng sáng xa xa đó là ở bên nước bạn Campuchia đó cả nhà. Cái này là cách qua bên Campuchia là nó còn khoảng 500-600 mét nữa là nó tới Campuchia rồi. Cái cảm giác mà hiện tại Lê Trung khi mà vào trong cái khu rừng này cái nhà, Lê Trung có một cái cảm giác nó lạnh lạnh mà nó kiểu như nó rẩn rẩn tóc gáy. Không biết là ở trong đây nó chứa đựng cái điều bí ẩn gì mà lại khiến cho Lê Trung có thể là có cái cảm giác lạ như vậy. Cái khu rừng này thì Lê Trung chỉ mới đến lần đầu tiên thôi cái nhà. Sau khi mà Lê Trung đi vào trong khu rừng này xong thì chắc có lẽ là Lê Trung sẽ đi đến cái chỗ mà Lê Trung lập cái giao ước với con ma da đó để Lê Trung triệu hồi nó về coi như thế nào. Tại vì ngay cái nơi đó thì cũng khá là lâu rồi, Lê Trung cũng chưa có dám quay lại đó. Cái tình hình là lúc trước Lê Trung đến để thu phục con ma da thì Lê Trung đã gặp một số cái khó khăn bởi một số các anh bạn trẻ.
Phải nói cái khu rừng nó cũng khá là to nha. Lúc nãy vào thì nói chung cũng đã có nhìn sơ qua, thì cái khu rừng này nó cũng có cái luồng âm khí nó cũng khá là cao nè. Và cái quán khí thì nói chung thấy nó tích tụ về cũng khá là nhiều. Không biết là ở trong đây nó như thế nào đây. Có mà có quỷ, có yêu quái yêu tinh gì ở trong đây hay không. Như là Lê Trung thấy có cái gì trắng trắng đó cả nhà ơi. Thì cả nhà thấy không cả nhà? Xin chào. Cho tôi xin. Chơi chơi chổi. Xin chào nha, tại xin hỏi là có phải là các vị vong linh đang trú ngụ trong đây không ạ? Xin chào. Đâu rồi? Xin chào. Từ đến đây thì chỉ muốn giúp đỡ cho các vị thôi. Chứ tôi đâu có làm gì các vị đâu mà. Mới nước. Ủa đâu đem tiêu rồi. Mới xuất hiện nó phàn mình mấy cái rồi nó đâu tiêu rồi. Thì ngày hôm nay tôi đến đây thì chỉ muốn để cúng cơm nước bánh trái cho các vị dùng thôi. Xin các cái vị nào mới vừa xuất hiện ra để cho tôi thấy đó thì tôi nghĩ là các vị cũng đã đủ duyên với Phật rồi. Xin hãy xuất hiện ra đi rồi dùng cơm nước của tôi rồi để tôi giúp cho các vị đi về chùa các vị tu. Chứ bây giờ mình đã là vong linh rồi mà mình cứ vất vưởng lang thang ở khắp nơi như thế này thì cũng rất là khổ sở. Bây giờ hoan hỷ đi, xuất hiện ra đi. Chứ bây giờ mình là vong linh vất vưởng mà mình vất vưởng lâu quá thì nó sẽ đòi vào ngã quỷ, khi đó thì rất là khó để siêu sinh siêu thoát. Nếu mà các vị còn thắc mắc ở tôi cái điều gì đó thì tôi sẵn sàng để mà tôi trả lời những cái thắc mắc của các vị để cho các vị hiểu tôi hơn. Đây, kìa. Ngồi bên đó rồi kìa. Một cục thừa lư trắng nhách trắng. Đây mà rình nó có chọi. Đây đặt cái máy xuống. Nhìn thấy nó ngồi không? Dạ xin chào ạ. Xin chào nha. Ây dạ. Gì trời. Ngày hôm nay tôi đến đây thì tôi giúp đỡ cho các vị thiệt mà, chứ tôi đâu có làm gì các vị đâu mà sao lại tự nhiên lại xuất hiện nó đánh tôi chạy. Giờ đánh tôi xong rồi ẩn nữa. Gì kỳ vậy? Bây giờ đánh tôi thì cũng đã đánh rồi, thì bây giờ xuất hiện ra đây đi chứ có gì đâu. Đánh tôi mà xong rồi trốn là sao? Đánh tôi không trốn mà các vị trốn. Rồi bây giờ sao đây? Bây giờ có ra không? Hay là chờ tôi phá thật cẩn thận rồi để tôi bắt nè.
Tôi đến đây thì tôi chỉ muốn cúng kiến cho các vị dùng thôi chứ tôi có làm gì đâu chạy. Kỳ vậy. Để tôi cúng kiến cho các vị dùng đi mà. Trời ơi. Ôi da. Bể cái đít luôn rồi. Dạ. Rồi bây giờ ẩn nữa rồi phải không? Xuất hiện nó đánh rồi trốn nữa rồi phải không? Bây giờ tôi nhường cho hai chiêu được rồi chứ bây giờ là tính ẩn tính quýnh nữa hay gì? Trời ơi. Cũng có giới hạn thôi chứ. Ui da. Ẩn hả? Bây giờ tôi phá thật ẩn thân cho ẩn nè. Nóng rồi. Quen cố hả? Đã nhường cho hai chiêu rồi mà còn ngoan cố, tưởng nó dễ ăn lắm hay vậy chạy? Sao mà thằng này nó mạnh dữ vậy ta? Để tôi nhường cho ông hai chiêu để tôi muốn để tạo sự lòng tin tưởng cho ông để mà tôi giúp đỡ cho ông mà sao kỳ vậy? Đỡ hả mày? Mày nói cái gì? Lý do làm sao mà nó phải cao mình? Thì chứ tà làm sao thắng tránh được mà cao chứ thấp? Tôi cho ông luyện mà 50 năm, 100 năm thì có không loại tôi nữa. Mình đứng không nổi luôn. Sao vậy? Tại sao? Mình không tin đâu. Đúng rồi. Không tin cái gì? Tao không tin. Mày làm gì được tao? Hồi nãy giờ giỡn mặt với ông để cho ông quýnh mấy cái đừng nhường ông cái ông sợ ông tưởng là ông tưởng đó là tôi là lúa ông lóc bùi vàng hả? Hả? Sao mà mình bị trói rồi hả? Mày giỏi về thả tao ra. Bây giờ nè nó nghe nè, tôi đã nói rất là rõ ràng là tôi vô đây tôi muốn cúng kiến cho các vị dùng để tôi giúp cho các vị đi về chùa các vị tu. Chứ tôi vô trong đây tôi đâu có làm bất cứ cái điều gì tổn hại tới các vị đâu mà sao các vị cứ tấn công tôi. Mà trong khi đó tôi đã nhường rồi, đã đánh tôi hai lần rồi tôi không có trả đũa lại rồi. Tôi cố tình để cho đánh rồi. Mà sao kỳ vậy ta? Ai cho mày đi vô đây. Cái chỗ này là cái chỗ tao ở đây lâu rồi. Tao trú ngủ ở đây mấy năm rồi. Mày dám vô đây. Thì tôi là người đi cứu độ vong linh, đi giúp đỡ cho vong linh đi về chùa tu hành, tu lành, tu hiền. Mà bây giờ là tôi không đi vô những nơi như thế này thì làm sao tôi gặp được vong linh? Mày nói dốc. Tao ở đây sao tao không gặp mày? Tại vì thì tôi mới tới đây lần đầu tiên, sao tôi gặp không gặp tôi được? Ở trong đây nhiều vậy quỷ không? Mày nghĩ làm sao? Con rừng mà mày nghĩ làm sao mà không nhiều? Thôi đừng có giãy dụ nữa, giãy dụ không có được cái gì đâu, mất công lắm. Rồi bây giờ để cho tôi giúp đỡ đi, tôi đưa cho về chùa tu hành chứ bây giờ là mình ở trong những nơi như thế này đói khổ lạnh lẽo muốn chết luôn mà còn hung hăng nữa. Đứng không? Rồi tu luyện tà thật chi cho mặt mày thấy ghê chạy. Tao luyện thì kệ tao, có liên quan gì tới mày không? Rồi tu luyện làm gì? Có lợi ích gì đâu? Tao tu luyện để trả thù của bọn người Dương của tụi bay. Rồi mắc gì trả thù người Dương chạy? Rồi mắc gì trả thù? Đúng rồi, tao nhớ rồi. Nhớ cái gì? Mày nói mày đi giúp đỡ, mày cúng kiến. Thì ừ. Đúng rồi, mình đã xa lầy hai lần rồi. Mà tại sao mình quên chứ, bây giờ mình mới nhớ. Tụi bay một vụt với nhau. Một vụt gì trời, tôi là mới biết, mới tới đây lần đầu tiên. Một vụt gì, tôi có biết ai trong đây đâu mà một vụt chá. Chắc hai thằng kia cũng là sư đệ, huynh đệ đồng ngôn của mày chứ đâu. Tào lao à.
tụi bay tốt lành cái gì. Rồi thề rồi ông bị cái gì, bị ai làm cái gì mà ông thù người Dương? Chính cái bọn người Dương của tụi bay nói đi giúp đỡ. Tao đã bị mắc lừa một lần rồi. Bắt tao về đó hả? Không có có cho nó thực hiện theo lời nói đúng mà bắt tao đi làm đủ thứ hết. Luôn cả việc kiếm tiền nữa. Trời ơi, thì bây giờ ai việc gì thì có riêng người đó thôi chứ tôi đâu có bắt vong linh làm cái gì đâu, tôi đi giúp đỡ thiệt mà. Còn thằng thứ hai nữa. Sao nữa? Tao về mà cái thằng này nó già rồi. Tao ghét nó lắm. Nó vụ ngon vụ ngọt tao về. Nó nói là giúp đỡ cho tao. Mà có giúp đỡ đâu. Chứ nó làm gì? Tao. Rồi á, tao không nghe lời. Mà nó truyền qua cái chú gì á vô cái hồn phách của tao. Tao chịu không nổi. Rồi á, tao mới phục tùng nó được một thời gian. Tao thừa cơ hội tao trốn. Nó không tốt lành gì đâu. Tao nhớ cái thằng thầy pháp đó, nó già lắm. Thằng thầy pháp nào trời? Chính tụi bay. Tụi bay á, bây giờ bắt cái tụi vong linh của tao, tụi ma vong quỷ của tao này về, chủ yếu là mục đích kiếm tiền thôi. Thầy ơi, tốt lành gì đâu. Tào lao quá ông ơi. Tôi là nay là giúp cả ngàn vong linh rồi, có hơn 1000 vong linh rồi. Tôi có biết hai cái chữ là kiếm tiền từ vong linh là cái gì đâu mà. Tôi đâu có bắt bớ sai vong linh đi làm cái gì đâu mà trong khi đó tôi không phải là thầy bà, không phải pháp sư. Thôi, mày đừng có nói ngọt, đừng có dụ tao. Tao bị hai lần rồi. Bây giờ cái đầu tao là có sạn rồi, đừng có dụ tao. Trời trời, tôi nói mà không tin. Mày thả tao ra đi. Mày thả tao ra đi là mày biết tại mày. Tao quýnh cho mày hả? Chạy nhá, không biết đường về luôn. Bây giờ tôi nói nè, ví dụ như bây giờ là tôi là người xấu đây muốn bắt ông đó, là nãy giờ là tôi bắt rồi chứ có đâu mà để cho ông quánh hai lần đó rồi mới là đối chọi lại ông. Tụi bay á, đúng rồi, tụi bay là đồng lõa với nhau mà tung chơi chiêu nói ngọt dụ dỗ đồ ha. Tụi lao quá ông ơi, tụi bay tốt lành cái gì. Tụi vong linh của tao, vong ma, vong quỷ tụi tao như vậy nè. Tuy là nó đói khát, nó cực khổ như vậy đó. Mà nó còn an nhàn. Còn tụi bay chỉ biết lợi dụng cái sức của tụi tao để mà trục lợi cá nhân. Đừng có hòng mà tao á, lần này là nhất quá tam hả. Đừng có hòng mà tao chịu phục tụi bay. Tao bây giờ được á, là mày á, mày xanh xương mất máu mà với tao. Bây giờ tao nói với ông nè, tôi nói với ông á là tôi thật sự đến đây để tôi giúp đỡ cúng kiến cơm nước cho dùng. Rồi tôi đưa cho về chùa để tu hành, để tu hiền, tu lành, để sớm ngày có thể giải quả bỏ đi được cái nghiệp quán mà nhiều đời nhiều kiếp mình tạo ra. Rồi học luật nhân quả, học cách đối nhân xử thế để mà đi á, là đầu thai chuyển kiếp trở thành ngũ kiếp người, để không còn phải đói khát, lạnh lẽo, vất vưởng, lang thang đó như cái kiếp này. Chứ tôi bắt mấy ông về tôi làm gì đó, trong khi đó tôi không có làm thầy làm bà gì hết trơn, tôi bắt mấy ông về làm cái gì vậy? Mày nghĩ sao vậy? Tao từng nghe câu này bao nhiêu lần rồi. Cho nên á, tao nghe quen quá, tao nghe nhàm quá rồi. Bây giờ nhờ, thôi. Bây giờ trước đây ông bị á, là những cái tay pháp sư đó như thế nào tôi không có biết. Đó, nhưng mà bây giờ á là tôi thật sự là tôi đến đây tôi giúp thiệt chứ tôi có lừa ông làm cái gì? Mày giỏi. Mày giỏi, mày thả tao ra coi. Mày thả tao ra coi. Mày làm gì mày trói tao cứ ngáp vậy? Tại sao phép thực mình không có làm hại được nó, lại còn bị nó quánh rồi á, nó trói nữa chứ. Chuyện này mình phải luyện thêm mới được. Tao mà luyện thành công hả, phải trả thù cái đám thầy pháp tụi bay. Tao hận cái đám thầy pháp của tụi bay dữ lắm. Tao hận ngút ngút ngàn ngàn luôn. Trời ơi, bây giờ thì ông hận tuy rằng là những cái ông thầy pháp, những cái ông pháp sư kia ổng là đã từng làm hại ông, hoặc là ổng đã lừa gạt ông cái gì đó, nhưng ông phải phân biệt được là người nào hại ông, người nào đến giúp ông chứ. Chứ đâu phải là thầy pháp là xấu, đâu phải là pháp sư là xấu. Cũng phải có người tốt, người xấu. Đó. Rồi cũng phải có người đến giúp thiệt tình, rồi có người là đến quấy phá. Rồi ông nhìn tôi không thấy giống cái thằng đến quấy phá lắm hả? Chưa bao giờ tao thấy pháp sư nào nó tốt với tao hết. Tụi bay hả, chỉ hiếp tụi vong linh của tao thôi. Thì ông chưa gặp những cái ông pháp sư tốt, hoặc là những ông thầy pháp tốt, tại vì ông chưa đủ duyên với họ đó, hoặc là ông chưa đủ duyên với Phật pháp. Ngày hôm nay tôi đến đây
Nó bề trên sai khiến sai chuyển tôi đến đây là tức là ông đã đủ duyên với Phật Pháp rồi. Đó thì tôi mới gặp được tôi nè, rồi ngày hôm nay tôi muốn giúp cho ông nè. Tao không cần, tao không cần mày giúp. Mày, tao chỉ cần mày thả tao ra thôi. Trời ơi, tôi đã nói hết lời như vậy luôn rồi mà ông còn không... Tao không nghe đó. Không mày chịu giác ngộ luôn hả? Mày... Bây giờ tôi hỏi ông một lần nữa, là ông có chịu để cho tôi giúp hay không? Ông nói thẳng đi chứ bây còn bây giờ là nói không đi. Chứ bây giờ ông đừng đưa thừa pháp sư hoặc là ông vì cái bản ngã của ông tu luyện tà thực. Là ông không chịu đi để tôi giúp thôi chứ ông đừng có đưa thừa pháp sư rồi phá ông. Vậy ông cũng là, ông là quỷ mà pháp sư nào mà phá ông được. Tao nói mày rồi, tao không đó. Rồi mày làm gì tao? Mày thử mày làm gì được tao không? Mày chỉ dỗi trói tao thôi, chứ mày làm gì bắt được tao. Là dỗi trói ông thôi chứ không có làm gì được ông hết đúng không? Ừ. Vậy là bây giờ ông quyết định là bây giờ là ông không chịu để cho tôi giúp. Không, tao không chịu đó. Tao bị mắc lừa hai lần rồi. Rồi bây giờ tao rút kinh nghiệm. Đừng có hòng mà tao nghe lời tôi bay nữa. Cái này là chính ông ép tôi, chứ không phải là tôi muốn như vậy. Và cái này là không phải là tôi cố tình tôi bắt tôi nhốt ông hoặc là tôi bắt ép ông làm bất cứ cái điều gì, mà tôi muốn giữ hồn phách ông lại để mà tôi khai mở trí tuệ cho ông, tôi độ hóa cho ông để mà cho ông hiểu được Phật Pháp là như thế nào và cái sự nhiệm màu của Phật Pháp nó như thế nào. Và tôi sẽ làm cho ông giảm đi cái tà khí, cái âm khí trên cái cơ thể của ông, trên cái linh hồn của ông đó, để cho là sớm ngày ông thể được giác ngộ. Chứ bây giờ nói chuyện với ông là không có thể nào thấm ông rồi. Có giỏi thì mày bắt tao đi. Tôi nói cho ông biết, cái này là ông ép tôi chứ tôi không có muốn để mà thu giữ hồng phách của ông đâu. Mày cứ yên tâm đi, mày bắt tao về đó hả? Mày kêu tao phục vụ mày đi kiếm tiền cho mày hả? Đừng hòng. Đây nè, tôi nhắc lại một lần nữa cho ông biết nè. Tôi cứu độ cho vong linh chứ tôi không phải dùng vong linh để kiếm tiền. Tôi nói thật sự với ông như vậy. Không tin. Không ai tốt hết á. Rồi bây giờ bây giờ tôi sẽ cho ông thấy được ai tốt ai xấu. Và tôi sẽ cho ông thấy được tôi có phải là người đến đây để bắt ông để mà sai khiến ông đi kiếm tiền cho tôi hay không. Đâu mà làm thử tôi coi. Thu. Biến. Ôi. Đúng quả thật sự là cái khu rừng này chứa đựng nhiều bí ẩn quá cả nhà. Quỷ ẩn đầu tiên mà Lại Chung khám phá được tại khu rừng này là một cái vong quỷ. Và theo qua cái thái độ của cái vong quỷ này thì Lại Chung cảm thấy được đó là cái vong quỷ này có sự hận thù đối với những cái ông thầy pháp, những cái ông pháp sư rất là lớn. Và qua cái lời nói của cái vong quỷ này thì Lại Chung nghĩ rằng là trước đây cái vong quỷ này đã từng bị pháp sư hoặc là thầy pháp gì đó bắt về và để sai khiến làm điều sằng bậy để kiếm tiền, để trục lợi cho cá nhân đó. Cho nên là cái dòng quỷ này đã hận thù và đã ghét cay ghét đắng con người và đã tu luyện tà thuật để mà chiến đấu với con người. Nhưng mà thật sự ra thì cái dòng quỷ này thì cái pháp thuật cũng không cao lắm cả nhà. Lúc nãy thì Lý Trung đã có thử để chịu hai đòn nhưng mà chỉ là đánh cái kiểu dạng như là nó có một chút xíu gì đó hơi ấy thôi, chứ cũng không có gây sát thương cho Lý Trung cả nhà. Lý Trung thì chưa đủ để phá được cái phong ấn của cái cơ thể của Lý Trung. Tại vì nói chung cả nhà mình cũng có rất là nhiều quý ông bà cô chú anh chị bảo á, Lý Trung đi làm tâm linh như thế này thì cũng phải tìm cách gì đó để bảo vệ bản thân, cũng như là xin phép ở sư phụ để mà bảo vệ cái tính mạng của mình. Thì nói chung á, khi mà Lý Trung đi làm cái nghề này thì cái việc đó thì Lý Trung chắc chắn là Lý Trung phải có rồi, để bảo vệ cái tính mạng của mình rồi trước những cái dòng quỷ hung hăng như thế này. Thì có đôi lúc á, là những cái dòng quỷ mà cả nhà mình thấy nó đánh chung tới nỗi mà học máu đánh xỉu đó, là những cái quỷ dòng quỷ đó cái pháp lực nó cao hơn cái phép mà để bảo vệ bản thân của Lê Trung. Cho nên là những cái phép đó thì nó mới đánh bật được Lê Trung. Và nếu là không có những cái phép đó thì nó thật sự là Lê Trung không có phải mà bị ọc máu hoặc là cũng không phải là bị xỉu đâu. Nếu không có những cái phép mà từ thầy á thì khi mà bị trúng những cái chưởng của những con quỷ đó thì chỉ có nước là hồn siêu phách tán thôi đó. Nhưng mà những cái con quỷ nó yếu thì
nó đánh không nổi vào trong cái phép của thầy. Ừ, kiểu như dạng như là nó chỉ đánh vào cái dạng phủi bụi thôi đó. Rồi thì trước mắt thì Lê Trung sẽ thu giữ cái hồn phách của con quỷ này 1-2 ngày để Lê Trung trì chú Lăng Nghiêm, chú Địa Bi vào trong đây để xem là nó như thế nào, nó có giác ngộ hay không, rồi sau đó thì mình sẽ tính tiếp về cái vấn đề mà thả nó ra để giúp đỡ cho nó cả nhà. Rồi thì đến đây Lê Trung xin phép khép video lại tại đây. Một lần nữa Lê Trung xin kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe và bình an. Thì Lê Trung xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.